sĩ Lê Vi, cuộc đời tròn đầy hạnh phúc của người con gái Hà Thành thuần khiết. Nghệ sĩ múa Lê Vi là con út trong gia đình nghệ sĩ Lê Mai và Trần Tiến. Có thể nói, chị là người hạnh phúc trọn vẹn nhất trong cả sự nghiệp và hôn nhân của gia đình. Lê Vi, tên đầy đủ là Trần Lê Vi, sinh năm 1968 tại Hà Nội, là một diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ múa Việt Nam. Cô là con gái của hai nghệ sĩ kịch nói Trần Tiến và Lê Mai, em út của Lê Khanh, nghệ sĩ kịch nói, và Lê Vân, diễn viên điện ảnh. Cô được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Việt Nam. Lê Vi chủ yếu hoạt động bên sân khấu múa. Tuy nhiên, bên điện ảnh, cô cũng có những thành công nhất định. Nhắc đến Lê Vi, khán giả không thể quên vai diễn của cô trong bộ phim Cây Bạch Đàn Vô Danh của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân năm 1996. Vai diễn mang lại cho cô một giải thưởng Bông Sen Vàng năm 1996. Có thể nói, cô là người hạnh phúc trọn vẹn nhất trong cả sự nghiệp và hôn nhân của gia đình. Cuộc sống của Lê Vi giờ an nhiên trong căn nhà nhỏ với khu vườn rộng tại thành phố Amboise của Pháp. Cô tìm thấy niềm vui mỗi ngày bên chồng và các con. Nghệ sĩ múa đa tài. Lê Vi xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Có bố là nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến và mẹ là nghệ sĩ ưu tú Lê Mai. Các chị gái Lê Vân, Lê Khanh đều là những người phụ nữ tài hoa nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Họ được đồng nghiệp cũng như nhiều lớp diễn viên thế hệ sau này nể phục. Từ nhỏ đã đam mê múa, nên năm 11 tuổi, cô theo học trường múa. Với tài năng vốn có của mình, Lê Vi là một trong những vũ công xuất sắc nhất thời đó với những bài múa cổ điển phương Tây. Cô cũng chính là người đầu tiên mang về Việt Nam điệu múa con công nổi tiếng. Nghệ sĩ ưu tú Lê Vi cũng rất thành công với nghiệp diễn. Cô chạm ngõ nghệ thuật thứ 7 cùng bộ phim Chuyện cổ tích cho tuổi 17. Bộ phim này đã giúp cái tên Lê Vi nhận được nhiều tình cảm của khán giả trong những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Mặc dù tham gia điện ảnh như một cuộc dạo chơi, nhưng Lê Vi cũng giành giải diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim lần thứ 11 nhờ bộ phim Cây Bạch Đàn Vô Danh. Sau phim này, Lê Vi chỉ chuyên tâm đến công việc chị yêu thích, đó là múa. Lê Vi có vẻ đẹp mặn mà chuẩn Á Đông, nhưng vẻ đẹp nội tâm của chị mới khiến người đối diện thực sự cảm mến. Là một nghệ sĩ múa rất thành công thời bấy giờ, nhưng Lê Vi đã nói lời chia tay với nghệ thuật để theo chồng. Nghệ sĩ ưu tú Lê Vi từng tâm sự: thực ra, khi làm nghệ thuật, ai cũng muốn giữ một vị trí cho mình, thậm chí bằng mọi giá. Còn tôi chỉ coi mọi thứ rất nhẹ, bởi tôi sợ sự ồn ào. Tôi ra đi đã tạo dựng được rất nhiều thứ. Tôi nghĩ mình đã làm nghề một cách trọn vẹn, vì thế không bao giờ ân hận vì đã ra đi. Dù rất thành công trong sự nghiệp, Lê Vi vẫn quyết định tạm gác mọi hào quang để sang Pháp cùng chồng. Sự sắp đặt của số phận. Lê Vi và chồng không yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà chính sự ân cần quan tâm đến nhau mỗi ngày đã vun đắp tình yêu của họ. Chồng Lê Vi là người Pháp, yêu và mê đắm văn hóa Việt. Anh làm chủ một gallery nổi tiếng ở Hà Nội những năm 94-95 của thế kỷ trước, với mong muốn trở thành một địa chỉ quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Nhưng rồi thời cuộc đổi thay, công việc làm ăn khó khăn, vợ chồng Lê Vi chăn trở trước những lựa chọn. Chị tôn trọng sự lựa chọn của chồng và quyết định cùng chồng sang Pháp định cư từ năm 2003. Mặc dù lúc đó chị đang là solist của nhà hát, sở hữu nhiều giải thưởng lớn của múa và điện ảnh. Nhưng đối với chị, niềm hạnh phúc gia đình là điều quý giá nhất. Chính điều đó đã trở thành động lực giúp chị từ bỏ danh vọng theo chồng về xứ người, đến nay cũng hơn 16 năm. Khi từ bỏ nghệ thuật để vun đắp tình yêu gia đình, nhiều người nghĩ chắc Lê Vi sẽ buồn đau lắm, bởi khi đã chạm tay tới hào quang, người ta rất khó khăn để từ bỏ nó. Thế nhưng, nghệ sĩ ưu tú Lê Vi làm nghệ thuật như bản năng, như hơi thở. 20 năm trọn vẹn với múa có lẽ là quá đủ. Cuộc sống bình yên, cuộc đời của Lê Vi bước sang một trang khác. Khi cô lựa chọn gia đình sang Pháp để sinh sống.
Có lẽ trong ba chị em Lê Vân, Lê Khanh thì Lê Vi có cuộc sống yên hòa nhất. Hiện sau nhiều năm sống trên đất Pháp, cô đã quen với cuộc sống và văn hóa nơi đây, nơi có tình yêu và gia đình nhỏ luôn có tiếng cười. Gia đình Lê Vi có một ngôi nhà bình yên ở một thành phố tĩnh lặng, Amboise của Pháp. Cô sang Pháp không phải để đi tìm cuộc sống phù hoa, cô yêu vùng đất yên tĩnh, thơ mộng đó. Nó cũng mát lành và trong trẻo như tâm hồn của cô. Cô yêu khu vườn quanh năm hoa trái. Ở một góc nhỏ, cô trồng cây đào để mỗi năm đến Tết cổ truyền, cô lại có thể mang không khí Tết vào nhà. Lê Vi mê thiết kế và trang trí nhà cửa. Công việc hàng ngày của cô là chăm chút cho ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười. Cuộc sống tuy lặp đi lặp lại những điều tưởng chừng đơn giản là vậy, nhưng cô lại thấy vui và hạnh phúc. Ở trên đất Pháp, cô giữ được nét thuần Việt trong từng bữa ăn, trong cách ứng xử và trò chuyện cùng con cái trong cả mâm cỗ ngày Tết. Các con của Lê Vi đều nói giỏi tiếng Việt và hiểu về văn hóa Việt Nam để không quên đi nguồn gốc của mình. Nhiều năm sống trên đất Pháp, nhưng cô vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Trong nhà, các con của cô luôn nói hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Pháp. Các con luôn nói với bố bằng tiếng Pháp, xong sẽ quay sang nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt với cùng một nội dung tương tự. Cuộc sống ở Pháp, những ngày đầu tuy không vất vả, nhưng Lê Vi luôn mang nặng nỗi niềm nhớ thương quê hương, gia đình. Thế rồi, bằng tình yêu của chồng và các con cùng bố mẹ chồng hết mực yêu thương mà cô đã vượt qua giai đoạn đầu nhiều khó khăn. Kể từ đó, cô không có thời gian để buồn, để cô đơn, bởi cô biết thu vén cuộc sống và tìm niềm vui từ những điều giản dị. Và hơn hết, cô không có quá nhiều nhu cầu cho bản thân. Niềm vui của cô là niềm vui của các con, sự ấm áp của gia đình. Cô cảm nhận nó đang hiện diện bên mình vào mỗi sớm mai thức dậy. Cô trọn vẹn là người phụ nữ của gia đình, của niềm vui sống giản đơn, bình dị. Gần 20 năm theo chồng xa xứ, Lê Vi vẫn thủy chung với mái tóc mây dài đen nhánh và nếp sống của người Hà Nội xưa. Thời gian dường như thật ưu ái Lê Vi bởi cô vẫn giữ được nét trẻ trung, thuần khiết và dịu dàng của người con gái Hà Thành. Với Lê Vi, dù sống ở Pháp 10 năm hay 20 năm hay nhiều hơn thế nữa, thì tâm hồn thuần hậu, giản dị của cô cũng không bao giờ thay đổi.